Đây là ROG Phone 7 Ultimate, con điện thoại mới nhất và ASUS họ mới vừa ra mắt. Và đương nhiên, nghe cái tên thì các bạn cũng đoán được ha. Đây là một cái điện thoại chuyên nhìn cho mục đích chơi game. Thì ở trong video này á, mình sẽ chia sẻ với các bạn một số cái trải nghiệm của mình liên quan tới con điện thoại này. Những cái lý do vì sao mà chúng ta vẫn sẽ cần một cái điện thoại chơi game, trong khi tất cả những cái điện thoại khác kể cả những cái điện thoại tầm trung cũng chơi game được mà. Cái nội dung chính của video này á, mình không phải là để review về con ROG Phone 7, tại vì thứ nhất, mình không phải là người chuyên chơi game trên điện thoại cho nên mình sẽ không thể nào đưa cho các bạn được những cái insight những cái mà đôi khi á chỉ khi các bạn chơi rất nhiều thì các bạn mới biết được thôi cái mình muốn chia sẻ với các bạn ở một cái góc nhìn rộng hơn là về cái mảng thiết bị này cũng như là một số thông tin mà nếu như các bạn có mua LG phone 7 thì video của mình là một trong những cái các bạn có thể xem qua ha trước tiên á thì các bạn thấy con LG phone 7 Ultimate này là một con điện thoại rất là đẹp ha mặt lưng của nó ngầu không quá ngầu một cái phong cách rất là AUJ và cái kiểu thiết kế mặt lưng mà có hai cái dạng pattern như thế này á, thì các bạn thấy là nó hơi giống những cái con Audi Strix Car mà mình từng làm cho các bạn coi ở trên video ngoài ra thì các bạn thấy là AUZi Phone 7 Ultimate đó, nó còn có một cái màn hình phụ ở đây nữa, thì nó có thể hiển thị nhiều nội dung khác nhau. Ví dụ như khi các bạn mới bắt đầu chơi game thì nó hiển thị chữ game start, hay là ở cái trạng thái thông thường như thế này thì nó hiển thị cái logo của AOG hay là có cuộc gọi tới thì nó cũng hiển thị lên, rồi nó cũng hiển thị được cho thông báo cho các bạn coi luôn. Nếu mà mình xài bình thường đó, thì mình sẽ tắt cái màn hình này đi để cho nó tiết kiệm pin. Chứ bình thường mình xài màn hình chính hết rồi, đâu cần phải có màn hình phụ này đi đâu các bạn. Đối với lại con AUZi Phone 7 Ultimate đó, thì nó mới có cái màn hình phụ này ha. con AUZi Phone 7 mà bản thường thì sẽ không có đâu. LG Phone trước giờ vẫn là một cái dòng điện thoại thuộc vào phân khúc cao cấp Cho nên các bạn cầm vào từ cái cách mà Asus hoàn thiện cái khung nè Hay là cảm giác cầm nè, hay là màn hình rất là đẹp nè Thì tất cả những yếu tố đó đều có đầy đủ ở trên con LG Phone 7 hết Khi mà các bạn đã mua nó rồi thì đó là những thứ mà các bạn không cần phải quá để ý nữa cái mà con AUJ Phone 7 á, nó khác biệt so với lại những cái hãng khác á, những cái máy bình thường á. đó là những cái tính năng mà nó bổ trợ cho việc chơi game thì tí nữa mình sẽ nói kỹ hơn ha ngoài ra thì bên trong con máy này là chip Snapdragon 8 Gen 2 một trong những con SOC mạnh nhất trên thế giới di động hiện nay dung lượng RAM của con AUJ Phone 7 cũng rất là lớn có thể tối đa lên tới 16 GB tùy vào phiên bản mà các bạn chọn thì có thể nó sẽ khác đi các bạn thấy là bây giờ Snapdragon 8 Gen 2 đâu còn là hiếm rất nhiều những con điện thoại flagship hiện nay đang bán ở Việt Nam đã có rồi Tuy nhiên á, con LG Phone 7 này thì nó được làm một cách rất là đặc biệt Khi chơi game thì máy nó sẽ nóng lên nhanh Và nếu như mà chip nóng quá thì nó sẽ bị giảm cái hiệu năng lại, nó bị thọt, người ta hay gọi là throttle á Để làm được điều đó thì Asus họ làm khá là nhiều thứ ha Một trong những thứ đó là họ xài một cái lớp vật liệu tên là Boron Nitride Để giúp cho cái việc tản nhiệt tốt hơn Thứ hai là cái hệ thống tản nhiệt buồn hơi ở trên con LG Phone 7 nó cũng được làm rất là Tinh vi, Asus có thiết kế một số cái họa tiết hình chữ Y Để lúc mà cái chất lỏng nó bay hơi lên á, thì nó sẽ ngưng tụ nhanh hơn Và lúc mà nó nhiễu xuống á, để mà nó tập trung lại á, thì nó cũng sẽ có thêm những cái kênh dẫn Để mà nó đưa chất lỏng về với tốc độ cao hơn so với lại hệ thống tản nhiệt buồn hơi thông thường Những cái chi tiết này á, giúp cho con LG Phone nó tản nhiệt cực kỳ tốt Thật ra ở trên điện thoại á, mình chơi có đúng một cái tựa game có thể xem là nặng nè à, Đó là Call of Duty Thì khi mà mình chơi Call of Duty á, mình cảm nhận là nó mát và lúc mình chơi trong thời gian dài Nửa tiếng 45 phút Máy nó vẫn ở một cái mức cực kỳ dễ chịu Cùng cái thời gian đó mà mình chơi bằng hoặc là con Galaxy s 3 của mình hoặc là con iPhone á, thì rõ ràng tụi nó nóng lên thêm Và đương nhiên khi mà các bạn đã xài iPhone thì chắc các bạn cũng biết cái vụ mà máy nóng quá thì nó tự giảm cái độ sáng màn hình đúng không? thì mình chưa từng gặp tình trạng đó trên con LG Phone 7 trong một tuần mình trải nghiệm các bạn để ý là ở phía sau lưng của con LG Phone 7 Ultimate nó có một cái nắp như thế này ha thì khi mà các bạn gắn cái quạt tản nhiệt hay còn gọi là cái sò lạnh này vào á thì cái nắp này nó sẽ được mở ra và lúc mà kẹp cái con sò lạnh và lúc nó hoạt động á thì nó sẽ thổi gió trực tiếp vào bên trong ruột của cái con điện thoại luôn đây là một cái thiết kế rất mới, rất lạ trong cái thế giới thi dòng hiện nay đúng không? Và khi mà các bạn có thể thổi gió trực tiếp vào bên trong rồi thì rõ ràng hiệu quả làm mát của nó sẽ tốt hơn rất nhiều so với việc mà các bạn chỉ tản nhiệt thông qua cái lớp vỏ của điện thoại. Đây là một cái điểm mà mình nghĩ là các bạn sẽ rất thích khi mà các bạn đi mua LG Phone 7 Ultimate bản thân mình á, thì lúc mà mình kẹp thử cái con sò này vào á Thì nó cũng hơi to và mình cầm mình cảm thấy nó không quen lắm Tại vì thật ra trước giờ mình không có xài sò làm nhiều á Mình vẫn thích cái cảm giác được cầm một cái điện thoại không như thế này hơn rồi, đó là về phần tản nhiệt Vậy còn về những cái tính năng để giúp các bạn chơi game tốt hơn thì nó có những gì? Thứ nhất là nó có hai cái hệ thống Air Trigger Thì thật ra một số đời LG Phone trước đây cũng đã có rồi ha Chỉ là tại vì trước giờ mình không có xài LG Phone Đây là lần đầu tiên mình được xài LG Phone Thì mình cảm thấy cái hệ thống Air Trigger này mình cực kỳ hứng thú với nó luôn Và nó giúp mình rất nhiều khi mà mình chơi Call of Duty Mình gài ở bên phía này là bắn và phía này là nạp đạn Thì lúc mà mình nhắm bắn tỉa, mỗi lần mình bấm vào Thì máy nó hơi rung nhẹ lên Và nó cho mình cảm giác giống như là mình bóp cò thật và khi mà các bạn dùng hai cái phím E-Trigger này thì các bạn có thể gán nó vào bất kỳ nút nào mà các bạn muốn ở trên cái giao diện ha. Nó có một cái chỗ để mà các bạn có thể mapping được là ok, bấm bên trái là làm gì, bấm bên phải là làm gì. Thì nó giả lập lại thay vì các bạn phải nhấn thì bây giờ cái nút đó nó nhấn dùm các bạn thôi. Cách hoạt động rất là đơn giản nhưng mà cảm giác nó mang lại thì rất là hiệu quả. Mình biết là trong những cái màn thi đấu eSports thì những tính năng này không được sử dụng. Tại vì nó đem lại một số cái lợi thế không công bằng với những người không xài đúng không? Nhưng mà khi mà các bạn chơi game bình thường á thì đây chính là lợi ích của gaming phone, đây chính là lợi ích của gaming gear nói chung đúng không Các bạn bỏ tiền ra để các bạn mua được cái cảm giác sướng đó, để các bạn dễ thắng hơn Thì cái E-Trigger này là một trong những cái thể hiện rõ nhất tinh thần của cái gaming phone đó các bạn Chưa hết nha, ở trong con Phone 7 ấy, nó còn có một cái chế độ đặc biệt tên là X-Mode Thì khi mà mình bật cái chế độ X-Mode lên thì máy nó sẽ cố gắng đẩy những cái Thread mà xử lý game ấy lên những cái nhân mạnh trong con sát dragon 8/2 như vậy thì các bạn sẽ đạt được cái mức performance tốt hơn. À, phần này thì bản thân mình mình chơi mình cũng không thấy khác biệt nhiều các bạn, tại vì có thể là mình không phải là game thủ hardcore, mình chơi cũng khá là nhàn nhàng là nhàn thôi nhưng mà có thể là khi các bạn chơi những cái game nặng kiểu Genshin Impact hoặc là những cái tựa game rất là phức tạp như vậy thì các bạn sẽ nhận thấy cái sự khác biệt một cách rõ ràng nha nếu mà các bạn cần mua LG Phone 7 hoặc là LG Phone 7 Ultimate thì các bạn có thể ghé qua Cellphone S ha. Đối với lại bản Ultimate thì dự kiến là Cellphone S sẽ độc quyền bán con máy này. Ngoài ra còn có chương trình thu cũ đổi mới, có trợ giá và nhiều ưu đãi thanh toán ngân hàng hấp dẫn. Trước đây Cellphone S cũng đã từng độc quyền một số đời LG Phone trong gần 5 năm qua rồi. Cho nên là các bạn cần mua LG Phone thì biết tới đâu để mua rồi ha rồi về mặt thiết kế thì rất đẹp ha đây là một con máy mà có những cái chất riêng lúc nãy mình có nói với các bạn rồi màn hình của con LG Phone 7 là một cái màn hình 165 Hz lận so với lại đa số những cái điện thoại trên thị trường hiện nay thì các bạn thấy là màn hình của nó chỉ mới dừng lại ở 120 Hz thôi con này lên được tới 165 Hz lận và nó sử dụng cái tấm nền là AMOLED do Samsung cung cấp Thực ra lúc mà mình chơi game thì mình không thấy quá nhiều cái sự khác biệt so với 120Hz Mà again cũng có thể là tại vì mình không phải là người chơi game hardcore Phần này thì nếu như các bạn có thấy được cái sự khác biệt lớn thì các bạn chia sẻ giúp mình ha Và con LG Phone 7 này là một trong số ít những con điện thoại hiện nay có dung lượng pin là 6000mAh Đây là một cái dung lượng pin cực kỳ to, đa số những con flagship khác tầm 5.000 mấy thôi Thì tất nhiên đi kèm theo đó sẽ là máy dày hơn và nặng hơn nhưng mà không lẽ mới chơi game một chút mà các bạn phải đi sạc rồi đúng không? Còn một cái điểm nữa mình rất là thích ở con LG phone 7 này và thật ra những đời LG phone trước cũng đã có rồi hai các bạn. Đó là nó có tới hai cổng sạc lận, một cổng nằm dưới đáy như bình thường và một cổng nằm bên hông để mà khi các bạn xoay máy qua các bạn chơi game á thì cái dây sạc nó không vướng vào tay của các bạn. Ngoài ra, hệ thống loa của con LG phone 7 là nó được đặt toàn bộ hướng về phía trước hết gọi là front facing. Nó sẽ không dùng cái hệ thống loa đặt bên dưới đáy tại vì lúc mà mình đặt bên dưới đấy thì khi mà mình cầm chơi game như thế này này các bạn thì mình vô tình mình che mất cái loa. Còn bây giờ ha thì hai cái loa nó chiếu thẳng vào mặt mình luôn cho nên là không có lo cái vụ mà bị cản âm thanh và những gì mà các bạn có thể trải nghiệm được là tốt nhất và tối ưu nhất dành cho cái việc chơi game. Mình đồng ý với các bạn là con LG phone nó không quá xuất sắc về mặt chụp hình, dùng vẫn ok nha. Nhưng mà so với lại những con ví dụ như là Galaxy S23 hay là những con iPhone thì hình của nó nó không đẹp bằng màu sắc nên là nó không có được tốt bằng mình có hỏi thêm được một số thông tin về con LG Phone 7 và sẵn đây chia sẻ luôn với các bạn đó, là thứ nhất con LG Phone tại sao từ trước đến giờ nó cứ một form nó giữ thì thật ra câu trả lời mình nhận được từ ASUS cũng khá là hợp lý đó là khi mà các bạn đã quen với một cái form máy này rồi đó, thì lúc mà các bạn đổi sang một cái form máy khác các bạn sẽ phải làm quen lại và đối với là những người chơi game thì người ta không phải lúc nào cũng thích chuyện đó ok có cái máy mới thì vui đó đẹp đó nhưng mà cái trải nghiệm chơi game người ta người ta phải làm quen lại và đặc biệt nếu như mà người ta luyện tập để mà thi đấu nữa thì đó lại là một câu chuyện rất là khác thứ hai là vì sao con ROG Phone nó không tích hợp cái quạt tản nhiệt bên trong tại vì một số cái điện thoại khác đến từ Trung Quốc có tích hợp quạt tản nhiệt cũng là những dòng điện thoại chơi game luôn thì câu trả lời mình nhận được đó, là Asus họ tự tin về cái việc họ có thể tối ưu con Snapdragon 8 Gen 2 cùng với là những cái thiết kế hệ thống tản nhiệt tốt cho nên là nếu như có gắn thêm quạt vào bên trong đó, thì nó cũng không cải thiện được thêm bao nhiêu hết trong khi á, nó ồn hơn nè máy nó phải dày và nặng hơn và tốn pin hơn một khi mà các bạn thật sự muốn xài quạt á, thì dùng hẳn một cái con sò lạnh bên ngoài kẹp vô thì lúc đó làm là làm cho tới rồi đó là những gì mình muốn chia sẻ với các bạn về con LG Phone 7 mình muốn nhắc lại một lần nữa đây không phải là một cái video mình review con LG Phone 7 tại vì mình không chuyên về phần chơi game mình review nó sẽ không thể nào đúng được hết mình chỉ có thể chia sẻ với các bạn những cái trải nghiệm như vậy để mà các bạn tham khảo cùng với lại cái việc các bạn xem nhiều cái video khác nữa về con iPhone Phone 7 nếu như các bạn đang muốn mua ha và mình cái quan trọng hơn ở trong video này là mình muốn chia sẻ với các bạn là lý do vì sao người ta vẫn đi làm gaming phone trong khi thật ra điện thoại nào cũng có thì nó nhắc lại nó chỉ xoay quanh vài thứ thôi tản nhiệt tốt hơn có thêm những cái tính năng phục vụ cho game thủ thì tất cả những thứ này mục đích tối thượng nhất của nó là đem lại cho bạn những cái lợi thế khi mà các bạn chơi game để các bạn chơi game sướng hơn vui hơn và hăng say hơn rồi Vậy ha, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video sau. Bye bye.